Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay thì em lại về 3 chiếc màu trắng ngọc trai để phục vụ cho quý anh chị. Và 3 chiếc thì đều là xe gầm cao đô thị quý anh chị nhé. Thì ngay bây giờ đây, em Thái Hòa sẽ đi chi tiết lần lượt từng xe một để giới thiệu tới tất cả quý anh chị. Thì bên em có crossover cỡ nhỏ này, crossover đô thị 5 chỗ này và SUV gầm cao 7 chỗ. Đó đủ 3 loại, 3 phân khúc để phục vụ tới tất cả quý anh chị. Và tất cả những xe bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội quý anh chị nhé. Chiếc xe đầu tiên em Thái Hòa muốn gửi tới tất cả quý anh chị, đây là chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 số tự động, sản xuất và đăng ký năm 2019. Xe một chủ từ đầu biển gốc thành phố, chạy 3 vạn km quý anh chị nhé. Nhà em bán ra đều cam kết bán km zin. Biển gốc thành phố nghĩa là như nào? Nghĩa là mặc định sang tên Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Đó, thì chiếc CX-5 này vừa về rất rất đẹp luôn quý anh chị ạ. Đó, 3 vạn km một chủ từ đầu, tên cá nhân. Rất đẹp luôn quý anh chị nhé. Cái ưu điểm của Mazda CX-5 thì vẫn là kiểu dáng không lỗi mốt, cực kỳ thời thượng này. Đó, đi động cơ 2.0 Skytech vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Và nội thất của chiếc xe thì cũng như xe sang luôn quý anh chị nhé. Đó, xe thì được trang bị cặp đèn pha full LED này. Mặt ca lăng dạng sao rơi, logo lồi ra trông rất là thể thao. Đó, như xe sang luôn đúng không ạ? Đây, em sẽ cùng xem qua khu vực nội thất của chiếc xe một chút. Riêng về nội thất của Mazda thì em thấy Hòa, tức là cái chất lượng nội thất ấy, em sẽ không đánh giá cao. Đó, vì chạy nhiều là sẽ có ngay những cái vết rộp hay là vết nhăn. Nhưng chiếc xe này thì quý anh chị có thể nhìn kỹ đúng không ạ? Chưa hề có vết nhăn luôn, mặc dù ghế này là ghế sử dụng nhiều nhất. Có thể nói gia chủ rất là giữ gìn thì chiếc xe mới được đẹp như thế này quý anh chị nhá. Gia chủ phải cực kỳ là giữ gìn, đó thì ghế mới được đẹp như thế này. Ghế lái thì được trang bị ghế chỉnh điện 8 hướng này. Đó, vô lăng thì vô cùng nhiều nút bấm luôn quý anh chị nhé. Táp ly cửa cũng bọc ra hoàn toàn. Vô lăng thì vẫn còn nguyên phấn của nhà sản xuất. Nói chung rất là mới luôn quý anh chị ạ. Hay là ghế phụ của xe cũng vậy. Rất rất mới quý anh chị nhé. Rất mới luôn. Đó, hàng ghế sau của chiếc xe thì gần như không có người ngồi cơ. Mới vô cùng. Ở cái bản 2019 này thì xe vẫn được trang bị cốp điện quý anh chị nhé. Nghĩa là theo thế hệ mới là thế hệ 6.5 thì xe nó như bản 2.0 Luxury đấy ạ. Hiện tại chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 sản xuất và đăng ký năm 2019, biển gốc thành phố một chủ từ đầu, chạy 3 vạn km, đã được Auto 88 chào bán một mức giá vô cùng yêu thương là 789 triệu đồng quý anh chị nhé. 789 triệu đồng. Giá trên thì khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, bên em vẫn có thể thương lượng và giảm giá cho tất cả quý anh chị. Chiếc xe tiếp theo là một chiếc xe crossover cỡ nhỏ, đó gầm cao đô thị. Đây là chiếc Honda HR-V phiên bản 1.8G, nhập thái nguyên chiếc luôn quý anh chị nhé. Xe sản xuất và đăng ký năm 2020, biển số gốc tỉnh, chạy siêu lướt 8.000 km. Xe này thì gần như sơn zin cả xe luôn quý anh chị nhé. Rất rất mới luôn. Đó, cái CR-V của thế hệ 2020 thì xe đã được trang bị bộ mâm mới rồi. Đó, nó đỡ xấu hơn cái mâm gọi là mâm xương cá đúng không? Xương lợn đúng không ạ? Mọi người vẫn hay trêu chiếc ô tô phan là mâm xương lợn của cái thế hệ 2018-2019 thì rất là xấu. Đó, cái bản 2020 này thì đã khắc phục được hoàn toàn rồi. Bản G này thì xe sẽ được trang bị đèn full LED quý anh chị nhá. Đèn full LED, đó, cruise control các kiểu, nói chung là xe đầy đủ hết. Loanh quanh với mức giá, em giảm giá kịch sàn luôn. Nếu em đọc giá là quý anh chị có thể bất ngờ khi vừa tháng trước thôi, ở trong hãng lăn bánh mới tinh, loanh quanh là hơn 800 triệu đồng. Hơn 800 triệu, khoảng 850 triệu mới lăn bánh được bản G này quý anh chị nhé. Thì ngay bây giờ đây, trong hãng đã không còn hàng để phục vụ cho quý anh chị. Mặc dù trong hãng là đang có chính sách giảm giá lên tới 100 triệu đồng, nhưng mà trong hãng không có xe luôn quý anh chị nhé. Trong hãng không có xe luôn. Hiện tại, chiếc Honda HR-V phiên bản 1.8G sản xuất và đăng ký năm 2020, chạy siêu lướt 8.000 km, biển số quốc tỉnh. Bên em chỉ giao với mức giá là 679 triệu đồng. Và giá trên thì quý anh chị yên tâm khi em vẫn còn thương lượng được quý anh chị nhé. Cứ gặp em Thái Hòa là em Thái Hòa bán hết, miễn là quý anh chị kết và ưng chiếc xe này. Đó, xe được trang bị đèn full LED trước sau. Rất đẹp luôn quý anh chị ạ. Rất đẹp luôn. Gia chủ thì cũng đã dán phim cách nhiệt 3M toàn bộ xe rồi. Nội thất của xe thì gia chủ cũng đã bọc ghế da. Đó, cái bản G này bản chất thì được trang bị ghế nỉ thôi, nhưng mà gia chủ đã bọc ghế da rất xịn sò rồi quý anh chị nhé.
Nói chung là xe rất rất mới quý anh chị ạ. Vô lăng thì cũng vẫn còn nguyên phấn của nhà sản xuất này. Và rất là nhiều nút bấm nghe gọi điện thoại, tăng giảm âm lượng, cruise control, lẫy chuyển số trên vô lăng. Và đây cũng là một trong những chiếc xe ở cái phân khúc crossover cỡ nhỏ được trang bị phanh tay điện tử cùng với cặp Peugeot 2008 quý anh chị nhá. Đó, màn hình cảm ứng 8 inch này. Nói chung là xe nhập thì đi rất là sướng quý anh chị ạ. Xe nhập đi rất sướng. Nội thất của chiếc xe mới vô cùng luôn. Lâu lắm rồi em Thái Hoàng mua được chiếc HRV đẹp được như thế này. Đó, rất mới luôn quý anh chị nhá. Rất mới luôn. Tất cả những chiếc xe bên em bán ra thì đều cam kết bằng văn bản cho tất cả quý anh chị. Đó, sai đến đâu, bóc phốt em đến đấy. Rồi, vừa rồi em đã giới thiệu chiếc HRV bản G sản xuất 2020, giá là 679 triệu đồng quý anh chị nhé. Chiếc xe cuối cùng em Thái Hoàng muốn gửi tới quý anh chị, đây là một siêu phẩm trong phân khúc 7 chỗ ở thị trường Việt Nam. Đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản 2.5 full xăng cao cấp. Đây là bản cao cấp nhất của máy xăng quý anh chị nhé. Và đâu đó thì trong hãng vẫn chưa có xe giao cho tất cả quý anh chị. Và quý anh chị muốn mua xe này thì vẫn phải chịu bia kèm lạc lên tới 100 triệu đồng thì mới có xe giao ở khoảng tháng 5 hay tháng 6 quý anh chị nhé. Đó, bên em có luôn một chiếc để phục vụ cho quý anh chị, không phải chờ đợi gì cả. Đó, xe thì một chủ từ đầu, biển số gốc tỉnh, chạy hơn một vạn km quý anh chị nhé. Đó, xe thì còn nguyên bảo hiểm thân vỏ này, đủ ba chìa khóa luôn. Đó, xe này được trang bị cả chìa khóa từ. Cái thiết kế mới của Santa Fe thì rất là đẹp quý anh chị nhé. Đó, mặt ca lăng mạ chrome này, camera 360 này, đèn trước sau full LED, full cảm biến phía trước phía sau luôn, cốp điện. Đó, bộ mâm mới của chiếc Hyundai Santa Fe thì trông nó rất là thể thao đúng không ạ, rất thể thao luôn. Nội thất của chiếc xe là một điều đáng gờm ở trong phân khúc khi là Santa Fe ra mắt đã đè bẹp luôn cả chiếc Kia Sorento của anh chị nhé. Đó, ngoài ra là gia chủ có độ thêm một cái bậc lên xuống, độ thêm bậc lên xuống bằng điện luôn của anh chị nhé. Cái này thì có giá trị lên tới 25 triệu đồng. Đó, anh gia chủ có vẻ rất chịu chơi đúng không ạ? Và mật bí với anh chị là gia chủ là một đại gia đất ở thành phố Vũng Tàu của anh chị nhé. Nội thất của chiếc xe này về thì em không spa dọn dẹp gì đâu ạ, vì xe này em rất hạn chế đi km. Nội thất của chiếc xe, nội thất hai màu đẹp và mới vô cùng. Đó, ngoài ra còn được trang bị cả đèn ambient light rất xịn sò luôn quý anh chị nhé, không khác gì xe sang cả. Rất nhiều chỗ trên xe chưa bóc ni lông quý anh chị ạ. Đó, xe thì được trang bị ghế chỉnh điện 8 hướng, nhớ hai vị trí ghế này, đèn nội thất. Ngoài ra là ở cái bản cao cấp thì xe sẽ được trang bị lên tới 13 loa Harman Kardon. Đó, nghe cực kỳ là đã tai quý anh chị nhé. Rồi là lẫy chuyển số trên vô lăng này, cảnh báo lệch làn này, cốp điện này, cảnh báo điểm mù này. Đó, và em yêu thích nhất ở trên cái form mới này là dạng cần số, dạng nút bấm quý anh chị nhé. Trông nó sang trọng và nó cao cấp vô cùng luôn quý anh chị ạ. Ngoài ra là còn có cả làm mát ghế này, sưởi ghế này, sưởi vô lăng này, auto hold này. Đó, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, rất rất nhiều tính năng luôn quý anh chị nhé. Ngoài ra là xe còn được trang bị cả những tính năng siêu cao cấp ở trên xe sang mới có, như là phát hiện người ngồi phía sau. Đó, ví dụ có trẻ em hay người già, mình xuống xe nhiều khi mình không để ý thì xe sẽ báo hiệu quý anh chị nhé, xe sẽ báo động. Đó, xe thì được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Đó, cái bản full cao cấp này thì xe vẫn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Và tất cả những cái nút bấm ở trên xe thì đây quý anh chị thể nhìn rất tinh tế luôn quý anh chị nhé, phay xước kim cương các kiểu luôn. Đó, nói chung là ở đây thì xe được trang bị cái mặt đồng hồ rất là hiện đại luôn quý anh chị nhé, nó có thể thay đổi được các chế độ với nhau. Đó, xi nhan bên trái thì hiện camera bên trái này, xi nhan bên phải thì hiện camera bên phải này, siêu xịn sò luôn đúng không ạ? Đó, không thể nghĩ là những chiếc xe Hàn Quốc bây giờ làm lại được hiện đại và xịn sò như thế. Nói chung là nội thất của chiếc xe thì mới vô cùng luôn quý anh chị nhé, mới vô cùng luôn. Đó, không có gì phải bàn cả, chỉ bàn về giá thôi đúng không ạ? Và giá chiếc này thì em cũng đã để kịch sàn cho tất cả quý anh chị. Em hạ giá chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản 2.5 full xăng cao cấp, sản xuất và đăng ký năm 2021, một chủ từ đầu, tên cá nhân, biển số quốc tỉnh, xuống chỉ còn 1 tỷ 299 triệu đồng. Đó, xe thì sẵn hồ sơ rồi quý anh chị nhé, sang tên chỉ trong một đốt nhạc thôi. Và giá trên thì khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, bên em vẫn có thể thương lượng và giảm giá cho tất cả quý anh chị. Đó, hiện tại thì nhà em là còn mỗi 3 mẫu gầm cao này thôi. Đó,
thì em vẫn đang tiếp tục về rất là nhiều mẫu xe quý chị nhé. Ba mẫu xe trên thì bên em vẫn đều hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Đó. Và quý anh chị mua xe thì có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ cửa hàng là em, Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui.